Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Trấn Hương Đại. Hôm nay Trấn Hương Đại có một vận động viên nhí đang tự làm đầu lân đúng không? Cháu làm đầu lân này khoảng bao nhiêu lâu mới xong? Mấy ngày? Hai ngày đâu được. Trấn Hương Đại đang có một học viên nhí đến đấy tự làm đầu lân nhá, đầu lân mini tự làm bằng giấy luôn, rất VIP. Đây là chiếc đầu lân làm bằng tay thủ công đúng không? Cháu làm trong 2 ngày. Mua chi phí khoảng bao nhiêu tiền? Mua bằng tiền giấy với lại là vừa là bóng. À đúng rồi, ok. Bây giờ chú đánh cháu thử test xem nhá. Nào, bắt đầu. Do học viên bên Hương Đại tập làm. Đây là con lần đầu tiên của học viên. Các bạn nhìn nha. Đàn rất chắc chắn. Đàn rất chắc chắn luôn. Mọi người cần mua hàng con lần này có trị giá khoảng mấy nghìn nhỉ? 2.000. 2.000 Việt Nam đồng. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại clip sau. Ok.